Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các ngành các cấp triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, không để phát sinh mới nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời yêu cầu các đơn vị ra soát, xác định chính xác số nợ động xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các nội dung yêu cầu trong công tác lập, chấp hành, thực hiện dự án, quyết toán ngân sách nhà nước đã nêu tại chỉ thị số 22 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước bên cạnh đó tiếp tục chú trọng công tác dự báo lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước sát thực tế lập dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo phù hợp với yêu cầu và khả năng thực hiện để huy động sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước đồng thời triệt đề tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển không để phát sinh mới nợ động xây dựng cơ bản